Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương chứng minh cho đạo tràng chúng con hôm nay trì tụng kinh Lương Hoàng Bảo Giám. Nguyện thế tất cả chúng sanh sám hối những tội lỗi đời này và nhiều đời nhiều kiếp chúng con và chúng sanh đã gieo trồng. Nguyện cho chúng con cùng tất cả chúng sanh nghiệp chướng và báo chướng, mọi chướng được tiêu trừ, thiện căn tâm trưởng, phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tỳ tâm, hành vô thường đạo. Nguyện cho tiếng tụng kinh của chúng con vang rộng khắp tầng hư không pháp giới, tất cả các cõi đều có thể nghe được, thì nghe lập tức dứt đau khổ, sanh tâm hoan hỷ, tâm an lạc, phát tâm hướng thiện, phát tâm bồ đề, phát tâm niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đài Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đam mê hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngói Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo đeo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm bồ đề kiên cố chi tu học vững bền xa về khổ muộn nghe trong quay về bờ giác. Nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Ma Vương Vô Thường Tát cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chúng bốn cõi quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp ta kỳ sinh dứt cùng tan thân ức kiếp không cùng thần Phật chúng sanh thanh thượng rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi đế châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng người trước bảo tòa thân con thần hiền xin thề nguyện quy y chí tâm đảnh lễ nam mô tần hư không tiên pháp giới hòa hiền thì lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ. Thì tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật đại trí văn thuộc xưa lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A
Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Bởi vì quyền đệ tử chúng con tên pháp danh quyền xin ngôi Tam Bảo thường trụ trong mười phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Biến Pháp Giới Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát và hết thầy Thánh Hiền Tăng từ bi gia hộ chứng minh cho chúng con. Chúng con lâu đời lâu kiếp vì tánh hôn mê không kệ chánh tà, gây nhiều tội ác, tổn người hại vật, hủy bán Phật Pháp Tăng. Hôm nay một dạ chí thành cầu xin sám hối, cùng trì lễ bái Lương Hoàng Bảo Sám, ăn năn tội lỗi, không dám che giấu, hầu mong nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia đình cát khánh, hạnh phúc tăng long, bồ đề kiên cố, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hầu được sanh về Cực Lạc Quốc, cùng với pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam
Chúng ta sẽ vào quyển 3 các vị nhé. Đường vàng lão xa ma đầu quyển 3 đăng quả diệu quang hoàng liệt bảo đài quang minh biên chiêu châu xa giới không cử chiêu diệu cầu vô ngại diệm ma diêm lệ tử diêm đài nhiên đăng vật thành đạo thành tỏ dân tiên bái nam mô phổ hiền vương bồ tát tổ thân tốt đẹp vì ác nghiệp nên quả
Thank you.
Oh, God.
Người
Thank you.
Bye.
Nam mô Phật, Nam mô Phật.
Thank you.
Hãy subscribe.
Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô
Mô A Di Đà Phật. Nam 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 Mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng như thường, cơ hoạch như thường, về đi khổ ác.
Dòng chúng con tâm Bồ Đề luôn kiên cố, từ giác giác tha, giác hạnh viên mãn, tư tấn tu tập, một đời này thành tựu Phật quả. Ơn công đức này cho Phật pháp mãi trường tồn, chúng sanh được an lạc, thiên hạ thái bình, tất cả tai nạn đều được chấm dứt. Nguyện hồi hướng công đức này cho cổ quyền thất tổ, cha mẹ, người thân, anh chị em thân bằng quý thuộc, đời này và nhiều đời những quý của chúng con và của từng thành viên trong gia đình chúng con. Nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả những chúng vô hình và hư không pháp giới, những chúng vô hình đã cùng cầu tu với chúng con. Hồi hướng cho tất cả những chúng vô hình các nơi trên thế giới, những chúng vô hình đồng nhiên là biết đến chúng con, thấy nghe chúng con. Nguyện cho tất cả tin sâu nhân quả, biết đến Phật pháp, phát tâm niệm Phật, phát tâm Bồ Đề, cầu sanh về Tây phương cực lạc quốc. Nguyện cho kẻ ăn được siêu, người dung năng giới, phát chiếu chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.